lắm, mặc dù qua cái diễn biến vừa qua đó, mẹ con trong cái tình trạng gặp gỡ nhau đó, đôi lúc tôi vẫn tưởng là mình đi trong mơ, nhưng mà trở về thực tế thì nó rõ rõ ràng là con gái của tôi. Cô có cái linh cảm gì hay là có cái dấu hiệu gì mà để cô chắc chắn đó là con gái của cô? Khi tôi mở cửa tôi bước ra đó, tôi thấy nụ cười anh gái tôi là tôi đã nhận ra ngay rồi. Nó còn vương một cái nét của ấn tượng của ngày nào còn trên gương mặt. Trên gương mặt thôi hay là cô có còn thấy có những cái điểm đặc biệt nào mà lúc đó, lúc mà hai mẹ con rời nhau ở Việt Nam, và lúc đó là hàng bao nhiêu tuổi? Lúc mà mẹ con rời nhau khoảng đó cũng đi bên với cái diễn biến chiến tranh đất nước thì nói rõ, con tôi lúc đó cũng tám chín, còn gặp nhau là 8 9 tuổi. 8 9 tuổi. Vâng, đúng rồi. Thưa cô, là hiện nay sau khi hai mẹ con gặp nhau rồi đó, thì hiện tại hai mẹ con có cái dự định như thế nào trong tương lai hay không, hay là cô có thể là sẽ chuyển về sống với chị Hằng, hay là hai mẹ con cái mối dây liên lạc hiện nay nó như thế nào, cô có thể cho độc giả những người Việt biết không? Có lẽ là trong bây giờ thì chưa biết tính sao, nhưng mà mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên, không biết coi như là ý nguyện của mình có toại hay không là một cái vấn đề khác. Nhưng mà tôi cũng có ý định á, lên sống gần con gái thôi, Vì sao vậy? mà con gái tôi cũng muốn như vậy. Nhưng vì sao lại như vậy? Tại vì tôi cứ nghĩ rằng trong trong những mẹ con xa cách bao nhiêu năm rồi, mà năm nay tôi trên 60 rồi, thì trong những cái ngày cuối của cuộc đời đó, hai mẹ con nó coi như là thích gần nhau hơn. Điều gì mà cô cảm thấy thú vị nhất khi mà hai mẹ con gặp lại nhau? Thú thật nha, trong cái hoàn cảnh rất là ngỡ ngàng, mặc dù tôi đã nói chuyện qua phone con gái thôi đó, coi như là Hằng nói cái đêm tối đó, coi như là Hằng nói là mẹ ơi con Hằng đây. Thú thực nha, tôi phải nói là tôi giật mình đó, mà tôi như mình đi vào cái cõi mơ nào đó thôi, đi đi vào một cái số ảo tưởng mà bao nhiêu năm qua tôi vẫn thấy như vậy. Có thể nói là tiếng mẹ đầu tiên sau 30 năm mà. Đúng rồi, tiếng mẹ đầu tiên sau 30 năm đó. Giữa cô và chị Hằng đó, sau khi mà hai mẹ con gặp nhau, thì cô có còn cảm thấy giữa hai mẹ con có cái lấn cấn gì không, về quá khứ hay không, hay là bây giờ giữa hai mẹ con là không tính đến cái chuyện quá khứ nữa, mà chỉ có nghĩ đến chuyện hiện tại và tương lai thôi? Bây giờ sau những cái cuộc gặp gỡ mẹ con tôi mừng quá rồi, thì coi như tất cả những cái gì đã chìm sâu rồi, không 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 nói rõ. Nếu mà nó có nhớ chẳng hạn, đó chỉ là những cái kỷ niệm đẹp thôi, chứ không hoàn toàn không có vấn đề gì khác hết. Có thể nói là một cuộc đoàn viên gọi là Rất là mỹ mãn. rất là Vâng, đúng rồi. mỹ mãn. Thưa cô, là độc giả của báo Người Việt Vâng. cũng như là độc giả của trang web Người Việt Online đó, Vâng. đọc cái bài viết của phóng viên Ngọc Lan rất là nhiều, Vâng. và họ cũng gợi những cái ý kiến về cái bài báo đó. Vâng. Đa số độc giả họ rất là xúc động về cái cuộc gặp gỡ này, thì cô có cái điều gì mà cô cần chia sẻ với lại độc giả của báo Người Việt nói riêng, và những cái người mà có thể họ có cùng cái cảnh ngộ như cô và chị Hằng nhưng mà họ chưa gặp được nhau, thì cô có điều gì chia sẻ không? Đây trong thâm tâm của tôi á, dù muốn thử không chăng nữa, độc cái độc giả của cái tờ báo Người Việt á, cũng là sự liên kết á, để giúp đỡ mẹ con chúng tôi có một cái ngày đoàn tụ như ngày hôm nay, mặc dù là
dù từ cảnh nọ nó qua cảnh kia, nhưng mà phải nói là cũng do cái ý chính là do tôi, khi tôi nghĩ đến những cái tình diện nói rõ là cái tình trạng diễn biến của đất nước đó, đi vào lề sát lề của đời của mẹ con thôi, đi cạnh bên cái sự diễn biến của đất nước đó, thì nói rõ là ngoại cảnh đó, nó cũng nó cũng gây nhiều cái vấn đề cho chúng tôi không ít. Nhưng mà có điều đó là như thế này, thì bây giờ tất cả những gì đã đi qua rồi, coi như bây giờ mẹ con chúng tôi gặp nhau á, là coi như dành lại những cái sự ổn định của tâm hồn cho bao nhiêu năm qua, coi như là người sống kẻ mất đâu có biết đâu được. Thế cô là cô không chỉ có một người con gái nhận lại sau bao nhiêu năm, mà cô còn có một đứa cháu ngoại nữa. Vâng, thì đúng cái rồi. Điều đó nó gây cho cô cái cảm xúc như thế nào? Mình ngỡ ngàng, rất là bỡ ngỡ và xúc động. Mình không nghĩ là sau những cái ngày cuối cuộc đời á, ơn trên đã đãi mình ngộ mình ghê lắm rồi. Mình đâu còn ủng hộ gì hơn đó, mà cũng không đòi hỏi gì hơn.